Sáng nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Tham dự và điều hành hội nghị có các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, dự hội nghị có đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Minh Bình, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Phong, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương Phó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nên việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 là yêu cầu đặt ra rất cần thiết và cấp bách, nhằm tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các cơ quan của Quốc hội. Hoạt động giám sát của Quốc hội phải vì mục tiêu đồng hành với chính phủ và kiến tạo sự phát triển đất nước. Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023. Các đại biểu tại các điểm cầu cũng đóng góp ý kiến về giải pháp để tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả hoạt động giám sát, phối hợp giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại các địa phương.